của nhạc sĩ Lê Phú, phổ từ thơ của thi sĩ Hương Trần Ai. Và bài hát này hôm nay lần đầu tiên được đến với quý vị trên sân khấu này, có thêm một điều đặc biệt nữa. Xin phép quý vị cho phép Nguyễn Long được chia sẻ thêm một chút nữa. Bài hát này được đến quý vị qua phần trình bày của một đôi uyên ương rất là dễ thương và có một niềm đam mê âm nhạc thật tuyệt vời. Mong Nguyễn Long được biết và được chia sẻ qua tiếng đàn của anh, tiếng hát của chị. Anh chị cũng đã yêu thích nhạc phẩm này và lần đầu tiên nhận lời mời của nhạc sĩ Lê Phú để ngày hôm nay có mặt trên sân khấu này để gửi đến quý vị. Xin quý vị của chúng tôi chào đón anh Thành và chị Loan. Trái xa chẳng còn gì nữa đâu, nhưng kỷ niệm vẫn sâu và lòng ta vẫn mãi biết ơn nhau tháng ngày. Vì trước khi chia tay đã có lúc nồng say, bây giờ ta vỡ nhau nhưng trước đã tìm nhau. Tình cũng đã đậm sâu, mình bước sẽ dài lâu. Dù sao đi chăng nữa, sao đi chăng nữa vẫn nhớ mãi ơn xưa đã của nhau một thuở tặng nhau tình say xưa. Dù sao đi chăng nữa đã của nhau một thuở tặng nhau tình. Tặng nhau trái sầu chẳng còn gì nữa đâu, nhưng kỷ niệm vẫn sâu và lòng ta vẫn mãi biết ơn nhau tháng ngày. Vì trước khi chia tay đã có lúc nồng say, bây giờ ta vỡ nhau nhưng trước đã tìm nhau. Đậm sâu mình ước sẽ dài lâu. Dù sao đi chăng nữa sao đi chăng nữa.
sao đi chăng nữa.